Yeah, I did. Thai grill. Oh, ở đây. Hello. I did Thai grill. Ở đây chẳng mình ấy thay UE lên chùm bọn cái tốt này. Ôi, à lọt này cả tam nhóm chăm, cả cho nó ăn. Ê, chờ lắm cho nó ăn cả tập đây. Ok, Vinh. Nó sao cho anh bé, chẳng em nó sao kê cho mùi nâng combo đá ốc bay tỏng. Cái tê bay. Tê đấy, nói. Cái tê bay mà tê đấy. Chói. Mày đấy. Qua lọt nó cả nhóm chăm pa, bê đài Moshi lấy, bê nó cú fail mà đàn final slash cứ mình chạy trời. Rồi, chẳng thâm ta quạt ai đừng thua bàn lỏ trong game này. Ở đây dễ mệt á. Dạ Khalid. Mệt thiệt á. Dân do bến của bạn nè. Bến của bạn Fetrin đằng ấy. Fetrin ta thì mệt dân phân lờ Moscow mỗi bạn đấy. Fetrin cái bờ đó. Fetrin cái bờ đó. Fetrin lò. Fetrin dân control trực tiêu hay nè cho mệt dân tọp chưa mà. Cho bền, cho bộ bền. Có, có, có. Ô, Fetrin. Đôi để ba này dây. Control objective is back. Chỉ mùi nâng game TP. Chỉ nào mà chỉ muốn Fetrin có miễn cao bởi ấy đấy. Chỉ mà ai lấy bạn. Đôi giới chẳng đã xa tại game đấy. Bởi vì chất cho mỗi nhóm cho cái bệnh link khang bộ. Bởi sao cái bệnh link như link alpha game này mình bỏ lên chất đó nè. Tại cái đăng bồn đại đã xa tại sao là cái đăng đại thì chọn ở dân lên chỉ muốn alpha thế và sau này dân lên chỉ muốn là assassin là đang vi tới chỉ ở những chỗ flow bao kia bình tệ thì vậy chứ thôi hay thì cái đồng băng tông món là sao đàn đấu này sĩ khi lên chỉ muốn đang invest ban lọ chứ khi ở chọn ở dân biên chỉ muốn đang hero trang cổ nè đại offline trả lời hero invest thì mà chỉ trong đó Fetrin is real rồi Fetrin nó là tranh mà lên ban tại đây của nam mới cái đăng cho bạn đây bờ lĩnh admin chả lẽ cái nơi ta câu dương ban ta tái đó hay gameplay với nơi ta bảo bạn sẽ gặp dương được cái này ta chỉ hay ta kê thuộc cao bên alpha ta phát triển đến cái dương ở sau khi performance thì thay cả bí ngày càng lên tế mà bộ thay cả bí bởi vậy bí unique pick hero vẫn chán rồi nè Link Haya, Fanny, Lancelot, Jinson Sin, Alf, Fetrin, my god, Choi, mình lên Choi thiệt mà chở nó nè unique pick hero bắt thay cả mấy cái trang rồi lên tao chỉnh xin lên tao Lancelot á tôi chơi hero đại kia mình thích chơi mấy nè mấy mấy mà bị nhóm tới nhóm bắt sau expert chọn bị Fratri này nhóm ai cần tham về này chẳng hết nè và tại chỗ các con ai được cần gì tao đo thường hero kiếm bờ hero kiếm bờ ai biết miền chấm rồi này đôi giờ chẳng bao giờ là mấy bật dương tao lấy gì xin can là ngay rồi sao tao dương khơi ở đôi chỉ hai lít đôi chỉ ấy chẳng biết chỉ can sắm lại chân bôi để thử để kia hay nào mỗi món nâng và tam dương mưa tới xua nôm khi lại môn phê đẹp thì nó xua non từ lớn tay của mấy vậy đài chẳng ai gì ai những con từng đôi tay để dân cận chẳng tham sân thì con lên cho mình nhìn xin nó không game đấy vì cái chỗ flow nó không game mũi chẳng đố chia giờ flow game bây giờ tao chẳng hàng đầu này gì chẳng bà chẳng lời đầu tiên sau cùng chúng mình ca bắt cuộc vẽ đặt trọt này WEC mà phải buôn ISF vì nghĩa xa một bà lịch chân rí cảm chia ba cho mỗi đàn đô nê xí game TP ba cho bà khá cứ ẩn đô nê xí bà nó một chân mũi phần tục môn phần này đang là lý cứ phải tiến được ở bên ấy hay còn theo phê mọi tờ khúc sắp chăng ở lời dương ở mọi cái vô đó nè mà ok cái hai lọt mỗi chứ đây phi đạn tay sẽ hai quá slow được không sắp tạt slow và game đi ôi Nabi to chia mà nhịp ai này miền tây hả? Ơi, các bạn phải tao tao là ẹ, ừ cọ mùi sân đại chúng mình cao vai chúng mình được viên được kia chúng ta cho chúng mình được spell lang chiêm phù bì cọ của ba bà đào đây. Chiêm mùi này, Moshi Shing first blood phải bảo vệ second blood we kill bàn bà đây. Đôi đội bàn này vậy, ai dạ cho được tri ấy mà chọp chúng mình được thôn mùi pi yui lo mà đen. Và cái đấy chiêm mùi đâu phải đến bàn vậy đâu. Hay mà nếu càng chán thôn càng chán ốc lọc càng chán được kia chúng mình nó Fretrin chúng mình nó chúng mình riêng em đấy chúng mình nó cáp Fretrin cho mình lên wow xin đi bắt tao vô bạc sợ mà mình ôi xong khăn xa hai bà đấy bắt tao chừng Fretrin cho tiết bạc ọt tiệt ọt tì minion ọt pin pia chăng cả lờ bà đấy lờ bà bày ra bây kê mà đó kia Fretrin vô bên này đi mà ơi sao mũi lấy cái mặt càng mũi như thế này ấy mà này nà bí là bà bấy ấy thời cao quá tầm biết là bao nhiêu ý là mà mình mà chui nên lại đừng bật chân thế cứ kê mà cầu để này thế nhưng nó tập bán thì là bà buôn còn hai dân tranh là bà cái là bà phèm nên như là bà buôn vừa sai là orange bởi cái tranh mong muốn dưỡng nó trăm pê đại tập thoa cả mà chân cứ chỉ riêng mua này là bạn này
và chúng mình đang sinh sinh vì Moshi và Tashi cũng thế, chúng mình đang phun mì câu là về bay của Moshi em vô là về bốn mình ca hold lot chia sẻ hold the top vì viên slow hoặc bỏ bớt nữa sau ngày mà to thêm vay lại chú ý của mà to ta chú ý là về bay đi nên càng lớn mình ca zone out và lại mình ca vay từ lớn siêu tại được kia và vì qua tầm miền là bỏ chel rồi chia rồi fan đi với phía đối chơi nên ngay do mán tại bản thân gì dư thì tri và thọ tránh từ một bạn là lấy tranh và thọ mán chúng mình đang ca do ban chúng mình đang lúc thọ ban từ lấy khang đổ nên sĩ ban đấy có bây giờ rồi thì bạn đã được vay chiêm sơ chưa sao thì mấy anh miền nam chúng mình đang biết miền chúng mình đang pha siêu nó tên thì mấy cái căn sẽ tràn mình ta cho crown chương hay lo đôi đã ban thì gì chiêm thư mình đang sinh mùi và ta bắt buôn hero ba đây miền lý à mấy nạp bây giờ mấy châu đi châu và tọ ba xin đi ta châu và tọ ba xin đi dạ mà và tọ từ ta chiêm nhịp nãy mới cho khổng chơi hay luôn, khổng chơi hay nó slow à, hay cần là cho cần là chú cần là chư ta hay cái mình spell chim đấy cái chém nó nặng mà, giờ lo em phát romer giờ vô cái mình lé cap sri rồi, hiểu mến, bay rồi hay luôn được cái đạt, cái mình lé alpha cứ chỉ cầm bộ lo em tên, cái mình lé alpha rồi ra, experience lên chơi ai chơi vô ấy các bạn, ai chơi experience hay luôn, experience trash lên nó chơi chơi chậm rồi lo. Tại mà ấy, dựng cái plat lơ trái dương sân, ultimate mount thế đấy. Ồ, mình càng cục tranh vào đấy, tại đây thế. Nơi bà to tốt chung mươn, tại đây là khang lơ, và đây chung mươn đang khang thêm bà tên đồn đưa xí, nơi bà to aggressive, early game, mà lơ càng chia được như vậy này. Bay nịa ti, lết PK chiêng thiết bát ai, buôn tô nâng phi. Ngôn mình tách. Ê, tại mình to đây. Bà ra sao bà nói nhanh, dạy bà tha kê, hộp dơ à, sạch phẩy mùi nó biết thôi, dạy khát bái, xâm đạp tê cả mỹ. Chẳng đôi chị mình toàn ấy đây khi em nơi liệt ban toàn chành nè buổi mưa tại đôi chị phải nhà có nghe rồi ha khang đổ này sĩ mà prao đấy kia giờ sạch phải giờ do hết tiền của mình đã tay to tay to hay là hai lá là sao mày phàm thế phải còn cả nâng ấy trên lối ai vừa xa early game kia mình thì mệt rồi hero đôi bò chẳng là lời này dừng cái lấy mà mơ cho môi nâng Bluebird cái đó chỉ cho môi nó thoát thoát cả spawn mà không giờ phải đọc vì để tì tiệt chẳng cho môi nâng game nó tay bằng to cho môi nâng khang không bằng đồ này dí liệt dương và hai chỉ chất bay khe gỗ lấy đá mà là bởi đai và tại cho môi nâng mô xì bèm khi yếm ốc lọc khả nạ đai khang xa má chất bó khang đồ này dí chọn ao cho môi nâng khang không cảm kia chàng cho môi nâng rì trì dơ tay bắt đồ và tại cho môi nâng tê gà mi khỏi chân là đất nia ông sạch bây chô rồi bây cho môi nâng chiêm Bluebird và tại khang không thì mấy ca tay chiêm tư lơ phu bì cầu về đây tay bắt đồ cho môi nâng thoát thoát xó chiêm và hai chiêm phẩm mũi bón phẻm bón xó chiêm và đá bắt đồ cho môi nâng ca bằng tê dơ tay bắt đồ dù à nà bí chạy môi flicker cho tê 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 cái mà bà ngôn bà ngôn flicker ngôn flicker ngôn ửa anh mình kia bad spell bà ở đây nà mới mình như dân dịu áp vậy đây bà ta nhóm cách mình cứ dân dịu áp vậy bà chụp mùi này càng tay xem bà to tiết cái thay cầm ý nhóm cách tham bà xanh thì dân ạ do bởi dân rừng cực to experience hay dân do cầm ý lé êm đây ta chéo bọc đặt kia bọn trẻ đang khang lơ tay chúng mình đang dùi ta chiếm cái này cái tên vai do tay mình ca châu thuôn do tay em đoàn tay lạc ta ốc chọc chúng mình đang tay cái mình chọn bộ vinh lùm phê bộ khá rai cúp mình chê trời ta ạc phanh hạ vậy chúng mình đang rèn phè phè cúp chô phè phè chúng mình đang dùi mình toàn đạch ê dôi dùi bây giờ đây mình ca vô tầm biết đâu mà ai bì vai vô đạch tao tập bí hero bộ vinh được thế thật ấy bà này có chìa ca trẻ cho nánh đấy ta mấy bò dùi lột lột perfect bó à a à, tên này hiện khách quay một tí thử thử xin đi một tí là đánh đánh xin đi bật ta vẫn dùng một tí ọt đó xin đi tới xin đi là một tỏa thuộc đá bà bà chẳng là lấy tài ok nó một rồi đọc một mũi khế nha một mũi khế bà mũi pram đó pram một mũi nó cứ tràn đáy cho mẹ một mũi nửa tí đi bố phải cho bán là cá dương đó mình hero vay từ lơ vì viên thế vì viên cứ tan cho tầm bèn tè đấy có quay vô ram đó đó all in vô ram đó cái chọn phía đó ọt bành hà đấy vì phụ cũng nghĩ cậu tại đặt cho mình là mốt xì bèn bà đá ơi cho mình là pop pop bớn sao tại mình đứng ai được mặt bóng chẳng cho bàn cho mình là pop pop tại ơi ọt bàn pop pop bớn cái cho bà đá ơi đạch tăng nà bì đạch bây hero bà đá mô đồng phịch nè ơi bà mùi khe đồ bà tí ra ơi hôn nè bà hôm nay dừng đời xa đây dừng ơi của phút rồi dừng cứ biết phần năng hả dừng anh ai tiên hero nạp xe anh khèo vì năng đầm bay thua ai kèm nó bị sủ lấy nha chẳng nhung cách hà ơ anh là mỗi phù miệng khổ chúng mình đang ca sẵn ở trời cục ra chúng mình đang spear destruction cục khó ta đây cục ở đường dừng chọt cá đây mà chẳng cứ dừng thua ca thôi trời bình
តើថ្នមថ្នមដល់ខានស្រាស្រាបច្ចុប្បន្នការវាយវល់គឺលើសរហូតដល់3 level បាទហើយ level 6ទល់ជាមួយ level 8ខណៈដែរជាមួយនឹង goal lead វិញក៏ច្រើនដូចគ្នាគឺរហូតដល់ណាប៊ីទៅបាត់ Mashadow kill អស់50 bull បាទមកទៀតហើយ Moshi Bang Moshi 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 អស់ចាក់បាត់ហើយ reset sing បាត់ហើយបឹមបាទមកពីខ្ញុំទៅបាទពីខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់ដឹងមិនទេតែបើពីផ្នែកដែលខ្ញុំកំពុងមើលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាណាប៊ីគាត់រៀងភ័យគាត់រៀងភ័យតែពេលដែលគាត់ប៉ះ6ដុល្លារនេះស៊ីទៅមានអារម្មណ៍ថាគាត់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់បានណាបើយើងគិតមើលទៅលើ performance របស់ណាប៊ីហើយនឹង gameplay ដែលគាត់កំពុងតែលេងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអាចមើលដឹងហ្មងថាគាត់ពេលដែលប៉ះ1ដុល្លារនេះស៊ីគាត់រៀងភ័យតែគាត់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់បានណាបាទយល់ទេបើថាថាគាត់តាពេលគាត់ភ័យ spell គាត់ឬមួយក៏ skill គាត់គាត់ដាក់អឺនេះមកដាក់វារបៀបថាអត់អត់ថាមិញអូម៉ូស៊ីមកនឹង A zip ក៏អញ្ចឹងបាទជាមួយនឹងម៉ូស៊ីបាទ final slash គេបុកដាច់ tier 2 invade buff តទៀតប៉ុណ្ណាដូច្នេះយើងអស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយនិយាយណាអារម្មណ៍មើលដល់ពេលដែលយើងភ័យដល់ពេលដែលយើងភ័យអាដៃយើងហើយនឹងខួរក្បាលយើងវាអត់សហការគ្នាទេពេលខ្លះយើងគិតថាកន្លែងហ្នឹងយកអត់គួរ flicker តែដៃយើងវា flicker យកមកវាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអមណាប៊ីបើសិនគាត់សម្រួលអារម្មណ៍របស់គាត់វិញបានតិចបើថាគាត់ថាអេនេមីអមខ្លាំងឥឡូវគាត់ថាអេនេមីមួយទៀតគាត់ថាអេនេមីជាបតទៅអានឹងយើងសម្រួលអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានហើយបាទជាមួយហ្គេមបន្តណាប៊ីថ្នមថ្នមមួយមួយមកព្រោះរសារតែល្អមួយថ្ងៃហើយកុំឲ្យហ្គេមនេះយើងអត់គេបេតជាមួយនឹង skill របស់យើងបានកុំឲ្យគេបេតជាមួយ spell របស់យើងបានណាយើងជាក្រន់ត្រោមមួយដែលធំនេះគ្នាបាទជាមួយខ្ញុំវិញបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺលទ្ធផលអាចនឹង2ទល់នឹង0ឬក៏យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងគឺអាចនឹងប្រហែលមែនតើសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះប្រហែលតែជាមួយម៉ូស៊ីម៉ូស៊ីម៉ូស៊ីម៉ូស៊ីអាចនឹងទៅបាទហើយបាទជាមួយនឹងបុកចូលឬក៏បញ្ចូលតែគេទៅលេងមួយមួយសិនខ្ញុំគិតថាគេលេងមួយមួយសិនមួយណាប៊ីបើឆតដោនបានមួយដូចគ្នាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺអញនៅតែបន្តបាទអោះអាយក៏ថាយើងរៀងបាដែរខ្ញុំហ្មងបាទនេះដៃទៀតអស់ចូលទៀមួយមួយលេងមួយមួយថ្នមថ្នមបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងហ្គេមនៅតែបន្តប៉ុន្តែជាមួយនឹងហ្គោលវិញគឺលីកគ្នាច្រើនខ្លាំងមែនតើ9នាទី7នាទីជាមួយនឹងការលីករហូតដល់ 10k ហ្គោលហ្គេមនេះដូចតែបាននិយាយបាទសិនយើងសម្រួលអារម្មណ៍របស់យើងបានតាំងពីមិត្តហ្គេមហ្គេមប្រហែលជាអត់រោរ៉ាដល់ប៉ុណ្ណឹងទេតែដោយសារតែយើងសម្រួលអារម្មណ៍របស់យើងអត់បានណាមួយយើងចាញ់គេក្នុងហ្គេមទី1យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ឈ្នះគេនឹងវាជារឿងមួយដែរតែសង្ឃឹមថាគាត់ក៏ធ្វើបានល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកាលយើងក៏លេខមួយជាមួយនឹងទេកាមីក៏ដូចជាជាមួយនឹងយយហ្វេនីគឺគាត់ជាយើងសម្រួលហ្គេមខ្លាំងមែនតើបាទយ៉ាមកឈីគាត់ផឹងហ្នឹងមកឈីផឹងព្រោះថាអ្វីយើងស្ពឹងហ្មងខ្ញុំគិតថាគឺចាំតែពេលគេបុកឲ្យយើង final slash ហើយឆេងហ្គេមហ្នឹងឯងបើសិនជាយើងចាញ់ក្រៅគឺចាញ់អត់រួចទេបាទចាញ់អេទៅ final slash មកអ៊ឹមអូម៉ូស៊ីហេរ៉ូនឹងគឺ final slash មកទេទៅពេលដល់ ultimate យើងដាច់ជាមួយនឹង tier 3 bullet បាត់ហើយ fireball អញត្រឡប់មកវិញអត់អត់ទេអត់មានជាមួយសមលទេអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើការយក tier 3តែបន្តអូអញ្ចឹងខាងដូននេះស្អីគឺគេរងចាំតែជាមួយនឹង lord ទេព្រោះរសារតែគេក៏មិនចង់ clear lane អីច្រើនដើម្បីឲ្យខាងក្រុមកម្ពុជាយើងមានលុយច្រើនអីដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងតំណងរបស់គេគឺគេចាំប្រើជាមួយនឹង lord មួយនេះនៅព្រឹត្តិការណ៍ end game នៅក្នុងលោកទី2យោបងខាងក្រុមកម្ពុជាចាំមើលគាត់អាចធ្វើការទុកបានដល់កម្រិតណាព្រោះដោយសារតែបច្ចុប្បន្នកាលដោយសារតែណាប៊ីគាត់ដាច់ច្រើនពេកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាចធ្វើប្រកួតរៀងលែដែរបាទយ៉ាធ្ងន់ច្រើនព្រោះដោយសារតែបើយើងនិយាយពី KDA 13 4ហើយ goal ឡើង 11k ហ្នឹងអេ 10k តែ 10k បន្តិចចិត្តចូល 11k ត្រឹមលោកទី1ក្បែរលោកទី2គឺធ្ងន់ដែរសម្រាប់កម្ពុជាយើងប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែព្យាយាមមែនតើតាមដែលអាចធ្វើមែនហើយព្រោះគេបិទម៉ូស៊ីណោះគេដល់ម៉ូស៊ី final slash ទេឃើញគឺគេដល់ final slash ហ្មងអញ្ចឹងភាគរយនៃការ final slash ហ្នឹងទោះជា final slash ក៏អាចនឹងត្រូវមួយហើយគេវាយយើងវិញទៀតអញ្ចឹង position របស់ដូបនោះពេលតែគាត់ចង់បុកយើងម្ដងម្ដងគឺច្បាស់លាស់មែនតើគេអត់មានកន្លែងដែល over ទេលូត្រាដែលមកមួយ lot ហ្នឹងយកអត់ច្បាស់ទេណាធីមហ្វាយញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងគាត់អាចសម្រេចចិត្តខុសយើងក៏មិនតន់ដឹងច្បាស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់យយគាត់ព្យាយាមហ្វាមខ្លាំងមែនតើ Switch Pro តាមតែអាចធ្វើបានតែ Power បាត់ទៀតហើយអីចាតែក៏មីចូលយកតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការស្តាន Combo Final Slash Lord of the Bad ប្រាច់ប្រែនចុចខុសបាត់
và cái vay bên cái này đi cứ ai mình ra cái tên vay với rồi nè vi viễn chúng mình automate mình làm ai mình đã cho ta thì chúng mình trời vay vào cả ba mà đón được cái này này chẳng cứ cái kiểu app mình to save vô chúng mình lọt tp tại mình đi nó khang lỡ anh bước lại cái này tích đạch ở đây chẳng lọt anh cho dân cho bạn đây mà khang flow midland chúng mình lọt in hand chúng mình mới khang trong cảm chiếm bây giờ có cả tốt bàn đó cũng rất là cái này gì cái này mà chúng mình khang flow split phương bên đây kia bạp khang Moscow tại đây chỉ làm mà sao rồi tế có thể khó tiền bà bà chúng mình thêm fight final slam mỗi chúng mình ca co được chưa mình trai chơi mình ca đo thôi ba đai mình ca co thiang ultimate mochi so chiếm tay ca đo thôi mình ca chọn mà vui vui cô bên này tay mình ca cầm cúp trai vui vui lên xin đi bi vui fan đi bắt bay hero bên này vui chỉ làm to đi cơ nhân nè ai nữa muốn hero bên này cúp tranh co ăn trai tên nabi ơi nabi đã mệt ào u nabi phải skill copy đo mấy bớt phở kia thử ai chui từ lời một chui từ lời dưới bàn ok chân chay lên phi mà cha chân ai cao bậc cuột WEC và pay buồn ai sang mấy đại mía ba đây là prote Indonesia đã vô chơi chúng mình cao bậc chia là tập hợp phi tôn đường sồn và đạp tên đầu bên này yes Indonesia đã chơi mùi nâng âm WI mùi bằng tay ở lâu ní cứ quạt bằng to chơi mùi nâng chương ai bà quạt đỏ đai tê bà cứ chỉ cồng đại lược viên thu ra ơn chiên kê bằng ơ mong nâng nông mình nhớ sang bà bà là chân này nề rì lược tì ơi bà chơi mùi nâng thêm bị tha là thi đi tại cả món quạt mấy cái tao nói ra lược to tại ta âm WI tê cả nà đè sắp rạp kháng cổng cam chia bây giờ mà tôi bây giờ ban chứ mùa nằm mệt đáy miệng của Phật Mẹ Phật Tài Dương còn nơi tôi ban chứ mùa nằm mệt đáy prạ được cái này.